Áo đấu World Cup của Messi dự kiến được bán hơn 10 triệu đô la Mỹ. Sotheby's chuẩn bị bán đấu giá 6 chiếc áo đấu mà Lionel Messi đã mặc xuyên suốt hành trình chinh phục World Cup 2022 cùng tuyển Argentina và tin rằng chúng có thể trở thành bộ sưu tập kỷ vật thể thao có giá trị nhất từng được bán, khi ước tính có thể thu về hơn 10 triệu đô la Mỹ. Sotheby's ước tính thu về hơn 10 triệu đô la Mỹ khi bán đấu giá 6 chiếc áo đấu mà Lionel Messi đã mặc tại World Cup 2022. Nhà đấu giá cho biết hôm thứ Hai rằng họ sẽ rao bán ở New York với 6 trong số 7 chiếc áo thi đấu trong hiệp 1 mà đội trưởng Argentina đã mặc ở Qatar, bao gồm cả chiếc áo trong chiến thắng kịch tính ở trận chung kết với Pháp. Giống như nhiều cầu thủ bóng đá, siêu sao 36 tuổi thường đổi áo với đồng nghiệp bên phía đối thủ vào cuối mỗi trận đấu, nên những chiếc áo đấu trong hiệp 1 mới là sự đảm bảo, chính chủ. Khi đánh bại Pháp trong loạt sút luân lưu, sau trận hòa 3-3 tại sân Lusail, tuyển Argentina đã giành chức vô địch World Cup lần thứ 3 trong lịch sử, nhưng là lần đầu tiên của Messi và đảm bảo anh đã hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu trong sự nghiệp vĩ đại của mình. Chính chức vô địch World Cup đó mới đây cũng mang lại cho Messi giải thưởng quả bóng vàng thứ 8, một kỷ lục khó ai có thể phá được. Giành chiến thắng và nâng cao chức vô địch World Cup năm ngoái đồng nghĩa với việc Messi đã bắt kịp kỳ tích của cố huyền thoại Diego Maradona vào năm 1986, lần thứ 2 Argentina giành được danh hiệu này. Nâng cao chức vô địch World Cup năm ngoái đồng nghĩa với việc Lionel Messi đã bắt kịp kỳ tích của cố huyền thoại Diego Maradona vào năm 1986. Nhà đấu giá Sotheby's, được thành lập ở London vào năm 1744, sẽ tiếp nhận các nhà đấu giá áo đấu của Messi từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 14 tháng 12. Một cuộc triển lãm miễn phí tại trụ sở chính của công ty ở New York sẽ cho phép công chúng xem những chiếc áo đấu trong thời gian đấu giá. Kỷ lục về một kỷ vật thể thao được mặc trong trận đấu là chiếc áo thi đấu NBA Final năm 1998 của Michael Jordan, được bán với giá 10,1 triệu đô la Mỹ cũng tại Sotheby's ở New York vào tháng 9 năm 2022. Riêng kỷ vật bóng đá là chiếc áo mà cố huyền thoại Diego Maradona đã mặc trong chiến thắng 2-1 nổi tiếng của tuyển Argentina trước tuyển Anh ở tứ kết World Cup 1986, nơi ông ghi một bàn thắng bàn tay của Chúa. Chiếc áo đó được bán với giá 9,3 triệu đô la Mỹ tại Sotheby's ở London vào tháng 5 năm 2022. Một phần số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ được quyên góp cho dự án UNICEF do Bệnh viện Nhi đồng San Juan de Barcelona dẫn đầu, với sự hỗ trợ của quỹ Leo Messi, nhằm đáp ứng nhu cầu của trẻ em mắc các bệnh hiếm gặp. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.